Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ hai, ngày 8 tháng 8 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Trong chương trình thời sự tối nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Lãnh đạo thành phố thăm tặng quà nạn nhân chất độc da cam dioxin nhân dịp kỷ niệm 61 năm ngày thảm họa da cam Việt Nam mùng 10 tháng 8. Nguy cơ dịch chồng dịch, chủ động tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4 giúp người dân phòng chống khi dịch bùng phát trở lại là rất cần thiết. Tình trạng họp chợ kinh doanh buôn bán trên vỉa hè dưới lòng đường gây mất an toàn giao thông, cùng nhiều thông tin đáng quan tâm khác. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Thành ủy Hải Phòng tổ chức lễ bế giảng lớp cao cấp lý luận chính trị K71B04 Thành ủy Hải Phòng hệ không tập trung. Dự lễ bế giảng có các đồng chí Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Đào Trọng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy. Chúc mừng 58 học viên đã hoàn thành khóa học sau gần 2 năm tích cực học tập nghiên cứu và được nhận bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị với kết quả khá cao. Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của thành phố. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy mong muốn thời gian tới, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục quan tâm tạo điều kiện và phối hợp với Thành ủy Hải Phòng trong công tác đào tạo cán bộ, qua đó xây dựng đội ngũ cán bộ của thành phố vững về tư tưởng chính trị, có kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn, ngang tầm nhiệm vụ, góp phần tích cực vào sự phát triển của thành phố. 58 học viên là cán bộ lãnh đạo quản lý tại các sở ban ngành địa phương đơn vị trên địa bàn thành phố đã hoàn thành toàn bộ chương trình toàn khóa học. Thưa quý vị, chiến tranh đã lùi xa nửa thế kỷ, nhưng hàng triệu người dân vẫn đang phải sống cùng những di chứng hậu quả của chất độc da cam dioxin do Mỹ sử dụng tại nước ta. Nhân dịp kỷ niệm 61 năm thảm họa da cam Việt Nam mùng 10 tháng 8, đồng chí Phạm Văn Lập, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố cùng lãnh đạo các ban ngành địa phương đơn vị liên quan đi thăm tặng quà động viên một số nạn nhân nhiễm chất độc da cam dioxin trên địa bàn quận Hải An. Đoàn đến thăm tặng quà gia đình ông Nguyễn Văn Thừa, sinh năm 1950, nhập ngũ năm 1968, từng tham gia chiến đấu tại Quảng Trị, bị nhiễm chất độc da cam, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%, hoàn cảnh gia đình khó khăn tại phường Đông Hải 2, và thăm tặng quà gia đình chị Phạm Thị Luận, sinh năm 1987, là con của người nhiễm chất độc da cam, đã mồ côi cả bố và mẹ, tỷ lệ tổn thương 81%, đang ở cùng với chị gái tại phường Đông Hải 2. Chủ tịch Hội đồng dân thành phố Phạm Văn Lập bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những hy sinh đóng góp của các thương binh, gia đình chính sách trong công cuộc đấu tranh giành độc lập tự do cho dân tộc. Chúc sức khỏe, động viên các cá nhân và gia đình nỗ lực khắc phục khó khăn, vượt lên bệnh tật, di chứng, vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời đề nghị các cấp ngành địa phương đơn vị tổ chức cùng chung tay quan tâm, hỗ trợ, chăm lo, chia sẻ với các gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam để phần nào bù đắp những mất mát, xoa dịu nỗi đau da cam mà các gia đình chính sách phải gánh chịu, giúp cho họ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Phát biểu tại hội nghị triển khai nhiệm vụ khám chữa bệnh những tháng cuối năm của ngành y tế diễn ra sáng nay, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam nhấn mạnh, thời gian qua mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát trên diện rộng, nhưng số người bệnh chuyển nặng tử vong của Hải Phòng thấp hơn so với các tỉnh thành khác trên cả nước. Để đạt được kết quả đó, cán bộ nhân viên ngành y tế là lực lượng nòng cốt tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch và chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân. Tuy nhiên, quá trình thực hiện nhiệm vụ, ngành y tế gặp nhiều khó khăn vướng mắc. Đồng chí yêu cầu các đơn vị tập trung trao đổi về các khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ, chủ động đề xuất các giải pháp hướng khắc phục. Cùng với đó, nâng cao đời sống cán bộ nhân viên y tế, tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm, phân tích làm rõ việc thiếu thuốc, vật tư y tế, sự phối kết hợp của Bảo hiểm xã hội thành phố. Đặc biệt, từ nay đến cuối năm, tình hình dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp. Hệ thống y tế cần tập trung cao để thực hiện tốt nhiệm vụ ngăn chặn nguy cơ dịch chồng dịch xảy ra trên địa bàn. Sáng nay tại Trung đoàn 836,
Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức khai giảng khóa đào tạo sĩ quan dự bị cho đối tượng hạ sĩ quan dự bị hạng 1 năm 2022. Tham gia khóa học là các hạ sĩ quan thuộc quân nhân dự bị hiện đang đăng ký, quản lý hoặc đã biên chế, sắp xếp bổ nhiệm vào các đơn vị dự bị động viên của các quận huyện trên địa bàn thành phố. Các học viên sẽ được đào tạo tập trung trong thời gian 3 tháng, nghiên cứu học tập các nội dung, đường lối quan điểm của Đảng, Nhà nước về lãnh đạo quân đội nhân dân Việt Nam, công tác dân vận trong tình hình mới, giáo dục chính trị tư tưởng cho sĩ quan dự bị, địa hình quân sự, huấn luyện thể chất, kỹ thuật bắn súng, huấn luyện chiến thuật binh chủng hợp thành và một số nội dung bổ trợ khác. Các nội dung được học tập, nghiên cứu sẽ góp phần nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ sĩ quan dự bị trong công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương của các quận huyện, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, từng bước ổn định biên chế của các đơn vị dự bị động viên sẵn sàng tham gia bảo vệ Tổ quốc. Là một trong các dự án giao thông trọng điểm của thành phố với tổng mức đầu tư hơn 1.343 tỷ đồng. Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ cầu Lạng An, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo đến đường bộ ven biển, huyện Tiên Lãng đang được Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng và liên danh nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ. Ghi nhanh của nhóm phóng viên thời sự. Mặt bằng thi công cơ bản được bàn giao là điều kiện thuận lợi để chủ đầu tư và liên danh nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công. Với tiến độ đạt 49,4% giá trị hợp đồng, tại gói thầu xây dựng cầu vượt sông Thái Bình và đường dẫn, nhà thầu liên danh đang thi công cọc khoan nhồi, thi công các mối trụ cầu, hoàn thành 129 trong tổng số 142 cọc D1000 và toàn bộ 18 cọc D1500. Hiện nay toàn bộ kết cấu phần dưới, cơ bản là nhà thầu đã thi công xong. Còn về phía phần đúc hẫng, chỗ cầu chính, hiện tại nhà thầu đang thi công đúc các đốt ca của trên đỉnh trụ T12 và dự kiến khoảng cuối tháng 8 này, 30 tháng 8 này là sẽ thi công toàn bộ phần đúc hẫng trên trụ T12. Tất cả những cái hạng mục thi công cầu này đã phấn đấu đúng theo cam kết tiến độ là hoàn thành trước 31 tháng 12. Còn tại hạng mục đường dẫn hai đầu cầu, ngay sau khi được tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, nhà thầu cũng đã tăng cường vật tư, nhân lực, phương tiện tổ chức thi công đào nền đường, đắp cát, thi công cống hộp, cọc xi măng đất, cắm bức thấm trên toàn tuyến. Tuy nhiên, việc vận chuyển vật liệu vào công trường vẫn gặp trở ngại, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án. Cái khó khăn nhất đấy vẫn là cái nguồn vật liệu đi vào, vì chỉ có một đường duy nhất, đó là đường đi từ đầu tuyến chỗ bờ đê này vào, không có đường khác để xâm nhập vào. Phía cuối tuyến thì mà trời mưa thời tiết này là không thể đi được, vì nó liên quan đến cái phần thi công những hạng mục khác, cho nên thành ra là cái đường duy nhất đi xâm nhập vào để vật liệu vào chữa đường gì cũng đạo, cho nên cái tiến độ chỉ có khi thời tiết nó ổn định và công việc nó nắng thì có được nguồn vật liệu mới vào được. Tại gói thầu xây dựng đoạn tuyến từ cầu Lạng Am đến hết cầu vượt sông Trình Dương và đoạn tuyến 1,36 km phía trái sông Trình Dương, nhà thầu Công ty Cổ phần Trung Thủy đã hoàn thiện bàn mặt cầu, lắp đặt bờ bo lan can, xong phần vệ sinh mặt cầu và tưới chống thấm, đào nền, giải vải địa kỹ thuật, đắp cát nền đường, thi công các lớp cấp phối đá dăm, thi công bê tông nhựa cùng các hạng mục khác. Giá trị thực hiện cũng ước đạt khoảng 55% giá trị hợp đồng. Ban quản lý dự án, liên danh nhà thầu đang tích cực giải quyết các vướng mắc, tập trung nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm tính kết nối và tiến độ chung của toàn dự án. Thời gian qua, theo đà tăng của giá xăng dầu, nhiều hàng hóa đều tăng giá theo. Tuy nhiên hiện nay, dù giá xăng dầu đã giảm mạnh, nhưng hàng hóa thì vẫn neo ở mức cao. Trước tình trạng này, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Sở Công Thương các thành phố và cơ quan quản lý thị trường tăng cường theo dõi sát diễn biến thị trường, kịp thời thực hiện giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu trong nước, ổn định giá cả, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, găm hàng, đầu cơ, tăng giá bất hợp lý. Thời điểm xăng dầu liên tục đạt mức giá cao kỷ lục, hầu hết các mặt hàng, đặc biệt là dầu ăn, gia vị khô và thịt các loại đã liên tục tăng giá. Nhiều sản phẩm đã đạt mức giá cao chưa từng có. Điển hình như dầu ăn tăng đến hơn 20.000 đồng một lít. Không xuống thế nào. Ở đầu mối là nó tăng giá từ đầu mối. Nó tăng giá đầu mối là ở cái gì cũng đắt. Cái vật liệu mua thì cũng đắt. Cho nên nó bán đắt. Xăng nó giảm là quá ít và hàng hóa thì nó vẫn như thế. Nó chẳng có thụt kém một cái gì. Càng ngày càng đắt lên. Tôi đi mua hàng mỗi ngày một giá.
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc theo dõi sát diễn biến thị trường hàng hóa, Cục Quản lý Thị trường Hải Phòng đã đồng loạt kiểm tra các cửa hàng, siêu thị và chợ trên địa bàn thành phố về giá cả nhập hàng và giá bán, đồng thời kiểm soát các kho hàng, không để diễn ra tình trạng găm hàng nhằm tăng giá bất hợp lý. Trong quá trình kiểm tra, ghi nhận giá cả hàng hóa tại các siêu thị đã có xu hướng giảm nhẹ từ 5 đến 10% so với thời điểm một tháng trước. Về việc là trước kia khi mà giá tăng thì Aeon đều, khi mà nhận cấp đề nghị tăng giá, Aeon đều phải xem xét cái mức độ giá cả tăng như thế nào là hợp lý. Tuy nhiên đến hiện nay thì cái tình hình xăng đã được giảm và nhà cung cấp hiện nay cũng đã bắt đầu giảm khá nhiều các mặt hàng. Và chính vì vậy khi mà nhà cung cấp đề nghị giảm giá thì Aeon cũng thực hiện cái việc giảm giá lại cho khách. Bên cạnh thực phẩm, dược phẩm và hàng tiêu dùng khác sẽ được các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra kiểm soát, thì trong thời gian tới, các dịch vụ vận tải hành khách, vận tải hàng hóa, logistics sẽ được Sở Giao thông Vận tải phối hợp với cơ quan chức năng tăng cường tổ chức rà soát, kê khai giá của doanh nghiệp để đánh giá và điều chỉnh giá phù hợp với biến động của các yếu tố đầu vào, đặc biệt là chi phí xăng dầu. Trường hợp có thể giảm giá thì yêu cầu các đơn vị thực hiện kê khai giảm giá kịp thời. Thưa quý vị và các bạn, song song với những bước đột phá về kinh tế trở thành điểm sáng của cả nước, Hải Phòng còn là địa phương đi đầu về thực hiện an sinh xã hội. Điều đó được thể hiện rõ trong các nghị quyết đặc thù cụ thể của Hội đồng Nhân dân thành phố về các cơ chế chính sách hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đối với hộ nghèo trên địa bàn giai đoạn 2020-2025. Và cũng từ khi những quyết sách ra đời từ ý đảng lòng dân này, rất nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn có thêm nguồn động lực phấn đấu, vươn lên trong cuộc sống và vươn lên vì một ngày mai tốt đẹp hơn. Có thể khẳng định trong suốt những năm vừa qua, đối với riêng công tác an sinh xã hội, chăm lo cuộc sống cho người nghèo, thì Hải Phòng luôn là địa phương đi đầu trong cả nước trong chăm lo cho những đối tượng chính sách nghèo, khó khăn, yếu thế trên địa bàn thành phố. Và mới đây nhất, ngày 20 tháng 7 vừa qua, Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng khóa 16, kỳ họp thứ 6, thông qua nghị quyết số 04-2022 về quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Hội đồng Nhân dân thành phố kỳ họp thường lệ giữa năm thì cũng đã ban hành một số cái nghị quyết. Thì trong đó thì có 3 cái nghị quyết liên quan đến thực hiện các cái chính sách đặc thù cho đối tượng người nghèo, người cận nghèo và các cái chính sách an sinh xã hội khác. Và tôi nghĩ rằng là đây là cái nghị quyết rất là thiết thực, có một cái tác động rất tích cực đối với người nghèo, hộ nghèo, đối với hộ cận nghèo và người cận nghèo để chúng ta cùng với thành phố thực hiện cái mục tiêu đến năm 2025 trên địa bàn thành phố Hải Phòng chúng ta không còn hộ nghèo theo cái chuẩn đa chiều quốc gia giai đoạn 21-25. Thành phố quan điểm rất rõ là chúng ta nâng cao được cái thu nhập của thành phố thì cho người dân được thụ hưởng. Theo tôi đây là chủ trương hết sức là đúng đắn và kịp thời phù hợp của thành phố. Theo nghị quyết số 04-2022, chính sách hỗ trợ thu nhập hàng tháng bao gồm hỗ trợ thêm hàng tháng cho các đối tượng ngoài mức trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định hiện hành để bảo đảm tổng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước bằng với mức thu nhập chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 do chính phủ quy định. Ngoài ra, thành phố còn hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo về chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế với mức 100% đối với các đối tượng thuộc hộ nghèo sau khi được công nhận thoát nghèo, đồng thời thoát cận nghèo, người thuộc hộ nghèo sau khi được công nhận thoát cận nghèo. Để nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả, rất cần có sự chung tay góp sức của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm với phương châm cả nước chung tay vì người nghèo và không để ai bị bỏ lại phía sau. Trong quá trình triển khai thì chúng tôi cũng rất là hy vọng là các cấp, các ngành, các cơ quan liên quan có cái sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ và đặc biệt là vấn đề triển khai chính sách cho người nghèo là phải theo cái phương châm là công khai, là dân chủ, là minh bạch, là cẩn trọng. Và nếu chúng ta làm tốt được việc đó thì chúng ta hy vọng rằng những cái chính sách an sinh xã hội, những cái chính sách mà tác động đến hỗ trợ người nghèo của thành phố Hải Phòng chúng ta sẽ có cái tác động rất là thiết thực, rất là tích cực trong cái quá trình phát triển của thành phố. Như vậy có thể thấy, việc Hải Phòng tiếp tục có những nghị quyết mới hướng đến người nghèo. Thêm một lần nữa, Hải Phòng thể hiện quyết tâm, chính sách an sinh luôn đi trước một bước sự phát triển kinh tế xã hội. Và đây cũng là minh chứng cho thấy tiềm lực kinh tế ngày càng mạnh mẽ của Hải Phòng
cho phép thành phố có điều kiện chăm lo tốt hơn cho cuộc sống của nhân dân. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, thời gian gần đây, thành phố ghi nhận số người mắc COVID-19 tăng, trung bình khoảng 20 ca mỗi ngày. Nhưng thực tế, số ca mắc mới cao hơn nhiều do phần lớn những người mắc bệnh không khai báo, tự điều trị tại nhà. Trong lúc dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, nhiều dịch bệnh khác xuất hiện dẫn đến nguy cơ dịch chồng dịch, nên việc chủ động tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4 giúp người dân phòng chống khi dịch bùng phát trở lại là rất cần thiết. Bao phủ vaccine cho từng nhóm đối tượng được xác định là biện pháp dài hạn và là một trong các giải pháp y tế trọng tâm được tiếp tục triển khai trong giai đoạn 2022-2023. Tuy nhiên, có một thực tế đáng lo ngại làm chững lại tiến độ chiến dịch tiêm phòng khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát là một bộ phận người dân có tâm lý chủ quan và cho rằng bị mắc COVID-19 sau khi tiêm mũi 1, mũi 2 là coi như tiêm mũi 3 và dịch COVID-19 không còn gây nguy hiểm nên họ không tiêm nữa. Quan điểm mà mình đã tiêm phòng 1-2 mũi rồi, rồi mình lại tiêm bị các COVID rồi mà mình không tiêm phòng nữa nó rất là sai lầm. Tại vì COVID-19 là một cái đại dịch bệnh nó rất là phức tạp và nó rất là mới. Và cái tạo miễn dịch của nó trong cái việc mắc bệnh cũng như việc tiêm phòng nó không bền vững và kéo dài. Xuất hiện rất là nhiều các biến chủng mới, biến thể mới. Cho nên vậy là tạo một cái thói quen việc tiêm phòng để tạo miễn dịch trong việc dịch bệnh có thể xâm nhập trong thời gian tới rồi đối mặt với các biến thể mới. Cũng như là sau này chúng ta phải xác định là có thể chúng ta sẽ tiến hành tiêm vaccine thường niên đối với phòng COVID-19. Thì như vậy nó mới phù hợp với cái đặc điểm diễn biến cũng như là cái dịch bệnh COVID-19. Ngành y tế khuyến khích việc tiêm vaccine đối với tất cả người dân. Theo lý giải, các trường hợp tử vong do COVID-19 chiếm khoảng 80% không tiêm vaccine hoặc không tiêm đủ mũi. Phần lớn các ca tử vong ở lứa tuổi cao, có bệnh nền. Kể từ khi thành phố phát động chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 đến nay, số lượng tiêm vaccine mũi bổ sung nhắc lại trên địa bàn thành phố có nhiều chuyển biến tích cực. Sau khi mà chúng ta phát động chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn thành phố ngày 21 tháng 7, thì theo thống kê sau hơn 2 tuần thì chúng ta đã tiêm được thêm hơn 180.000 mũi tiêm dành cho tập trung vào các cái đối tượng đó là tiêm mũi 3 cho người trên 18 tuổi, tiêm mũi 3 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi và mũi 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Và nó cũng cải thiện rất nhiều các cái tỷ lệ các cái đối tượng tiêm các mũi tiêm này. Để đạt mục tiêu đề ra là sớm đạt tỷ lệ 90% số người từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn thành phố được tiêm mũi 3, mũi 4, thành phố đề nghị các sở, ban ngành, các địa phương chủ động tích cực vận động, rà soát trường hợp tiêm, liên hệ chặt chẽ với các đơn vị y tế trên địa bàn để tổ chức tiêm vaccine toàn bộ công chức, viên chức, người lao động đủ điều kiện tiêm. Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát đối tượng, tăng cường truyền thông, giao chỉ tiêu tiêm chủng cho từng quận, huyện và thực hiện các biện pháp khác để đẩy mạnh việc tiêm mũi 3 cho người dân từ 18 tuổi trở lên và tổ chức tiêm mũi 4 cho đối tượng cần tiêm chủng. Phương hướng nhiệm vụ của công tác đoàn và phong trào thanh niên các nhiệm kỳ luôn được cụ thể hóa bằng các chỉ tiêu. Đây cũng là thước đo đánh giá hiệu quả của các chương trình hoạt động mà tổ chức đoàn xây dựng cũng như triển khai hoạt động. Theo đó, nhiệm kỳ 2017-2022, các cấp bộ đoàn thành phố đã hoàn thành toàn diện 13 trên 13 nhóm chỉ tiêu nghị quyết đại hội 13 đề ra. Trong đó có 6 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Xây dựng điểm sinh hoạt, vui chơi cho thiếu nhi là một trong những nội dung trọng tâm được Ban Thường vụ Thành đoàn, Hội đồng đội thành phố xác định thực hiện trong nhiệm kỳ 2017-2022. Cùng với nguồn kinh phí vận động xã hội hóa từ các tổ chức, cá nhân, các cấp bộ đoàn hội, đội đã huy động đoàn viên, thanh niên hỗ trợ hàng ngàn ngày công từ san lấp xây dựng mặt bằng đến lắp ghép, trang trí hoàn thiện. Bên cạnh đó, đoàn thanh niên các đơn vị cũng đã có sáng kiến cải tạo, sửa chữa thêm nhiều sân chơi mới. Qua 5 năm, đã có gần 330 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi được xây dựng. Điều này giúp 100% xã phường thị trấn có ít nhất một điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi. Tặng các công trình thì sau khi bàn giao đi vào sử dụng thì gồm các thiết bị phù hợp với lứa tuổi của trẻ em, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của thanh thiếu nhi. Cũng đón nhận được tình cảm yêu mến của thiếu nhi trên địa bàn dân cư và đặc biệt là có sức lan tỏa mạnh mẽ ở trong cộng đồng. Trong thời gian tới, quận đoàn Lê Chân chúng tôi cũng xác định là sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ sở đoàn đội trên địa bàn quận tập trung phát huy hơn nữa hiệu quả của mô hình này. Chúng tôi sẽ vận động các nguồn lực để tiếp tục có thể lắp đặt các thiết bị mới, đồng thời
chúng tôi sẽ rà soát để kịp thời bảo dưỡng những cái thiết bị mà qua sử dụng. Một chỉ tiêu khác cũng được hoàn thành vượt mức trong nhiệm kỳ qua là hỗ trợ các dự án ý tưởng khởi nghiệp. Trong 5 năm, các cấp bộ đoàn đã tích cực tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, kết nối các ý tưởng thanh niên làm kinh tế qua chương trình Thanh niên Hải Phòng khởi nghiệp giai đoạn 2017-2022 với trên 70 dự án. Phối hợp với các sở, ban ngành, chính quyền địa phương, các doanh nhân, chuyên gia, các quỹ khởi nghiệp, hỗ trợ về thủ tục và tư vấn đầu tư cho thanh niên. Năm 2022 thì chúng tôi đã được phân bổ 10 tỷ đồng để hỗ trợ cho thanh niên khởi nghiệp. Năm 2023 thì sẽ bổ sung thêm 10 tỷ đồng để hỗ trợ cùng đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp và lập nghiệp. Việc hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra đã đem lại những con số ấn tượng trong nhiệm kỳ 2017-2022. Một lần nữa khẳng định quyết tâm, nhiệt huyết và chí lực của tuổi trẻ thành phố. Xây dựng 24 công trình thanh niên cấp thành phố, 333 công trình thanh niên cấp quận huyện. Hỗ trợ 71 dự án, ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp khả thi của thanh niên trên địa bàn thành phố. Tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho 185.158 lượt thanh thiếu niên, giới thiệu việc làm cho 43.946 đoàn viên thanh niên. Thành lập mới 184 tổ chức đoàn, kết nạp hơn 154.000 đoàn viên. Hỗ trợ xây dựng 69 nhà khăn quàng đỏ, xây mới 329 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi, 217 trên 217 xã phường thị trấn có ít nhất một điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi và tặng hơn 114.000 suất học bổng cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Trong nhiệm kỳ, trồng 625.447 cây xanh. Liên tiếp trong thời gian qua, các vụ đuối nước thương tâm xảy ra đã để lại nỗi đau, sự tổn thất to lớn cho gia đình và xã hội. Qua đó gióng lên hồi chuông cảnh báo về môi trường sống không đảm bảo an toàn cho trẻ em, nhất là tại các khu vực nông thôn, những nơi có nhiều sông ngòi ao hồ. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại huyện Vĩnh Bảo. Khu vực cống Ba Đồng tại xã Trung Lập, huyện Vĩnh Bảo được xây dựng hơn 20 năm nay thuộc quản lý của công ty thủy lợi Vĩnh Bảo. Dù đã có biển cảnh cáo cấm tắm tại đây, nhưng theo người dân địa phương thì vào các buổi chiều hè thường tập trung rất đông thanh thiếu nhi trong và ngoài xã tới đây bơi. Cuối tháng 7 vừa qua, do sơ ý trong lúc chơi đùa, một cháu nhỏ đã trượt chân và bị đuối nước, nâng tổng số trẻ em trên địa bàn huyện bị đuối nước trong tháng 7 lên con số 3. Huyện Vĩnh Bảo có địa bàn rộng với hệ thống sông ngòi, kinh mương, ao hồ dày đặc. Tuy nhiên, hệ thống biển báo, cảnh báo nguy hiểm ở một số khu vực có nguy cơ cao xảy ra đuối nước còn sơ sài. Bên cạnh đó là những hạn chế về nhận thức và kỹ năng ứng phó khi bị đuối nước ở trẻ và sự lơ là chủ quan của người lớn trong việc chăm sóc, quản lý con em mình là nguyên nhân tiềm ẩn nguy cơ đuối nước ở trẻ. Tôi rất là mong muốn là tôi thì các cấp chính quyền địa phương cũng như là cấp trên quan tâm hơn nữa đối với góc độ ở trong nông thôn. Đấy, có thể là đầu tư vài cái điểm để cho nông thôn, để các cháu có những cái nơi để các cháu được tập luyện thường xuyên, vui chơi, giải trí. Đấy, để các cháu là đỡ phải lên cái chỗ nguy hiểm như thế này. Và hơn nữa là rất là mong muốn là có những giáo viên đấy, thường xuyên về để là tập huấn cho các cháu, nhất các cháu nhỏ, để các cháu được luyện tập ngay từ nhỏ về cái cách thức bơi, cách thức chống đuối nước. Hiện trên địa bàn huyện mới chỉ có một bể bơi đạt tiêu chuẩn tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện. Điều này chưa đáp ứng nhu cầu của người dân. Để tránh được những rủi ro tai nạn thương tâm đối với trẻ, cần chú trọng tới việc có các địa điểm đáp ứng công tác tổ chức các lớp dạy trẻ kỹ năng bơi lội ngay từ khi còn nhỏ, hướng dẫn trẻ các nguyên tắc an toàn khi bơi và xử lý tình huống đuối nước. Nằm trong chương trình Ngày Cao Điểm Tình Nguyện Vì Đàn Em Thân Yêu, Trung tâm Thông tin Triển lãm và Điện ảnh thành phố sẽ phối hợp với Ban Thường vụ Huyện đoàn Thủy Nguyên tổ chức các buổi chiếu phim lưu động phục vụ thiếu nhi tại 9 xã thuộc cụm thi đua số 3 trên địa bàn huyện Thủy Nguyên. Mở đầu cho đợt chiếu phim lưu động này là bộ phim Nhím Sonic phục vụ cho các em thiếu nhi xã Phục Lễ. Bộ phim mang tới thông điệp về tình bạn, tình cảm gia đình, tinh thần đồng đội và nhiều bài học kinh nghiệm trong cuộc sống. Ngoài bộ phim trên, trung tâm còn lựa chọn các tác phẩm điện ảnh có giá trị nghệ thuật cao, mang giá trị nhân văn sâu sắc, phù hợp với lứa tuổi như Million, Anh Em Siêu Quậy, Không Gia Đình, giúp cho các em có tinh thần thoải mái, vui tươi, lý thú, bổ ích trong kỳ nghỉ hè. Thực sự là một cái trải nghiệm mà thực sự hôm nay em mong đợi rất là nhiều. Nội dung và tình tiết của bộ phim rất là hay và thú vị.
em rất là thích ạ. Tại vì là bây giờ nếu như mà mình muốn xem phim thì mình phải đi rất là xa đến sang các rạp phim, nhưng thực sự là khi mà phim mà được chiếu tại xã như thế này thì nó là một cái việc mà rất là dễ dàng cho các bạn có thể ra từ gần nhà mình rồi mình ra xã, hoặc là có thể là từ các xã kế bên đi sang đây xem rất là dễ ạ. Theo kế hoạch, chương trình chiếu phim diễn ra từ ngày 7 đến ngày 11 tháng 8 tại các xã Phục Lễ, Phả Lễ, Thủy Triều, Minh Đức, Ngũ Lão. Bên cạnh đó, Trung tâm Thông tin Triển lãm và Điện ảnh thành phố phối hợp với Ban Thường vụ huyện Đoàn Thủy Nguyên trao tặng 30 suất quà cho thiếu nhi thuộc 9 xã tại cụm thi đua số 3 trên địa bàn huyện Thủy Nguyên. Phục vụ cho cái hoạt động ngày cao điểm vì đàn em thân yêu, phối hợp với huyện Đoàn Thủy Nguyên thì trung tâm cũng đã chọn một số cái phim mà có như phù hợp với lại các cháu thiếu niên nhi đồng để nhằm làm sao mà tạo ra những cái nội dung nó phong phú để đưa đến để cho các cháu những cái thước phim mà nâng cao cái đời sống tinh thần cho các cháu thiếu niên nhi đồng cũng như là nhân dân của các xã ngoại thành. Chiếu phim lưu động là hoạt động có ý nghĩa chính trị xã hội cao. Thời gian qua, Trung tâm Thông tin Triển lãm và Điện ảnh thành phố đã tích cực đưa những thước phim hay đến với bà con thuộc các huyện ngoại thành trên địa bàn thành phố với nhiều bộ phim đa dạng phong phú, đáp ứng được sự mong chờ của người xem thuộc nhiều thế hệ khác nhau. Thưa quý vị và các bạn, lễ hội Chợ Châu Đồ Sơn năm nay được tổ chức trở lại sau 2 năm tạm dừng do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Và đây cũng là hoạt động hướng tới kỷ niệm 10 năm lễ hội này được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Để đảm bảo chất lượng trông chọi tham gia, quận sẽ tổ chức 2 đợt kiểm tra đối với các châu, tổ chức bốc thăm các cặp thi đấu, đồng thời lên phương án bảo đảm an ninh trật tự, bảo đảm an toàn cho lễ hội diễn ra thành công. Lễ hội Chợ Châu Đồ Sơn là hoạt động văn hóa lâu đời, mang sắc thái riêng của người dân miền biển, gắn liền việc thờ cúng thủy thần với nghi lễ chọi và hiến sinh châu. Đây là một trong 15 lễ hội lớn nhất của Việt Nam, được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể năm 2013 và là niềm tự hào của người dân miền biển Đồ Sơn. Tự hào của người dân Đồ Sơn thì nó từ truyền từ đời này sang đời khác, bao nhiêu thế hệ. Và đến bây giờ các thế hệ tiếp cận sau này thì vẫn cứ phải tiếp nối và khả năng chú tin rằng sau này các thế hệ sau vẫn cứ phải tiếp nối. Thời điểm này, các chủ trâu cũng xây dựng các phương án chăm sóc trâu, bảo đảm các ông trâu có sức chiến đấu mạnh mẽ, kiên cường và giành thành tích cao nhất. Lễ hội Chợ Châu truyền thống của Đồ Sơn là giữ gìn cái nét văn hóa của người dân Đồ Sơn. Nên là chúng tôi là cái tâm về mặt tâm linh thì lễ hội là gì? Là cầu cho mưa thuận gió hòa, cầu cho mùa màng bội thu và quốc thái dân an. Còn về cách chăm sóc trâu trọi, có một cách chăm sóc hết sức là đặc biệt. Chúng tôi phải chăm sóc, thứ nhất là về cỏ, phải đảm bảo cỏ buổi sáng, buổi chiều và cỏ đêm. Đấy, và các tất cả các thức ăn thêm như là mía, ngô và khoai thì để đảm bảo cho trâu trọi với có một cái sức khỏe. Theo truyền thống, lễ hội Chợ Châu năm nay vẫn gồm 2 phần là phần lễ và phần hội. Trong đó, phần lễ gồm dâng hương, thượng cờ khai hội sẽ diễn ra vào ngày 27 tháng 8 dương lịch, tức là ngày 1 tháng 8 âm lịch. Lễ rước nước vào ngày 2 tháng 9, tức ngày 7 tháng 8 âm lịch, và một số nghi lễ khác. Lễ chính hội sẽ được tổ chức vào ngày 9 tháng 8 âm lịch, tức là ngày 4 tháng 9 dương lịch tới đây. Giống như nhiều lễ hội dân gian khác, lễ hội Chợ Châu Đồ Sơn cũng được gìn giữ và tiếp nối qua nhiều thế hệ. Đời sống vùng biển với sóng, gió và những cuộc phiêu lưu, chinh phục thiên nhiên đã bồi dưỡng và tạo nên khí chất riêng cho người dân đất cảng. Lễ hội Chợ Châu Đồ Sơn gửi gắm niềm tin của các ngư dân ngày ngày bám biển. Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an về cao điểm kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát Đường thủy Công an thành phố Hải Phòng duy trì tối đa lực lượng, huy động các trang thiết bị phương tiện đồng bộ, tiến hành kiểm tra phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Qua đó thể hiện quyết tâm của lực lượng Cảnh sát Đường thủy trong việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Kể từ ngày 20 tháng 6 đến nay, các đơn vị thuộc Phòng Cảnh sát Đường thủy Công an thành phố đã đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát trên toàn tuyến đường thủy nội địa với chiều dài hơn 500 km, tập trung kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm như phương tiện thủy chở quá vạch dấu mức nước an toàn của phương tiện, hàng hóa không hóa đơn chứng từ, cảng, bến thủy nội địa không phép. Đến nay, đơn vị đã ra quyết định xử lý được trên 542 trường hợp vi phạm với số tiền hơn 1,7 tỷ đồng.
trong đó có 116 trường hợp vi phạm chở quá vạch dấu mớ nước an toàn của phương tiện. Đơn vị chỉ cho phép lưu thông sau khi đã hạ tải hàng hóa. Đảng ủy lãnh đạo phòng cảnh sát đường thủy cũng đã ban hành kế hoạch và quán triệt xuống tất cả cán bộ sĩ ở tất cả các đội trạm để triển khai thực hiện. Trong đó là tập trung vào xử lý các cái hành vi là cái nguyên nhân mà là trực tiếp và chủ yếu dẫn đến cái việc là mất an toàn giao thông và gây ra cái tai nạn giao thông, ví dụ như là cái về chở quá khổ quá tải. Qua cái công tác này là cũng tạo ra cái giáo dục cũng như là cái răn đe đối với các cái phương tiện và các cái chủ hàng hóa, làm sao cái việc chấp hành pháp luật là nó được đi vào lề lếp. Qua đó thì cũng kiểm tra tổng thể tất cả các cái điều kiện liên quan đến cái đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy. Bên cạnh việc triển khai kế hoạch cao điểm, phòng cảnh sát đường thủy đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cuộc vận động xây dựng phong trào văn hóa giao thông với bình yên sông nước, đã tuyên truyền luật an toàn giao thông đường thủy cho 33 chủ bến đò phà và gần 12.000 lượt người tham gia giao thông, vận động tuyên truyền 71 chủ bến bãi doanh nghiệp ký cam kết. Với sự nghiêm túc triển khai toàn diện các mặt công tác của phòng cảnh sát đường thủy, đặc biệt trong đợt cao điểm, đã góp phần quan trọng trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội trên tuyến đường thủy Hải Phòng. Không có chợ tập trung hoặc có nhưng cơ sở vật chất trong chợ không đáp ứng được nhu cầu của người dân là một trong những nguyên nhân khiến tình trạng họp chợ, kinh doanh buôn bán trên vỉa hè, dưới lòng đường ngày càng phổ biến, gây mất vệ sinh môi trường, mất an toàn giao thông. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Sập xệ, nhếch nhác, xuống cấp nghiêm trọng. Thực trạng này tồn tại đã lâu tại khu chợ dân sinh Đông Côn trên địa bàn xã Tiên Minh, huyện Tiên Lãng. Cả khu chợ rộng hơn 1.000 m2 nhưng chỉ có vỏn vẹn khoảng 10 hộ kinh doanh buôn bán. Tôi bán hàng ở chợ này được hơn 20 năm rồi. Nhưng hiện nay cái tình trạng ở chợ là quá xuống cấp, là trời mưa là cứ lụt, không có người vào mua mà người bán người ta cũng không vào, là ngồi hết ngoài cổng rồi, không có người mua mấy. Trái ngược với không khí ảm đạm ở trong chợ, thì phía ngoài cổng chợ, bên ngoài đường, hoạt động mua bán diễn ra đông đúc nhộn nhịp mỗi sáng. Đáng lo ngại, đây là tuyến đường trục chính của xã, lượng người và phương tiện tham gia giao thông lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Cái chỗ này chúng tôi nó là ngã tư, đi lại rất nhiều, đã xảy ra rất nhiều tai nạn rồi. Đấy. Rồi thì xe pháo ô tô đi, rồi xe đạp, rồi xe máy để ngoài đường đã ảnh hưởng nhiều lắm rồi. Rồi cho nên chúng tôi cũng rất muốn làm sao mà chỉnh trang lại cái chợ để cho nó phong phú một tí để nhân dân tập trung hết vào trong chợ. Thống kê toàn huyện Tiên Lãng có gần 20 chợ dân sinh đang hoạt động. Trong số này mới chỉ có 8 chợ nằm trong quy hoạch mạng lưới chợ thành phố. Các chợ còn lại phần lớn đều trong tình trạng cơ sở vật chất xuống cấp. Băn khoăn về các thủ tục chuyển đổi, hoàn thiện hồ sơ, cũng như thói quen tiện đầu mùa đó của người dân, khiến cho các doanh nghiệp chưa quyết liệt tham gia đầu tư quản lý các chợ. Cũng bởi vậy mà bài toán về thực trạng tại nhiều chợ dân sinh vẫn chưa thể có lời giải. Trong khi các biện pháp ra quân, chấn chỉnh trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự ở các khu chợ tự phát, chợ tạm của cơ quan quản lý nhà nước thì cũng chỉ như bắt cóc bỏ đĩa. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.